Ai trời ơi, vừa mưa vừa gió nữa cô chú anh chị ơi, họ tranh thủ ngồi đây chút xíu rồi em phải dông mấy giọt thôi quý vị à. Trời lạnh quá, mùa này mọi người chui trong nhà không, hoặc là quán xá người ta cũng núp ở trong, ở bên trong không chứ người ta không có ngồi ngoài. Lạnh quá trời quá đất quý vị ơi, mùa đông châu Âu em sợ thật sự. Liên mến chào tất cả cô chú anh chị các bạn các em, rất vui được gặp lại quý vị trong buổi trò chuyện của Ly Tala TV. Trời cơ giờ này em lên nó hơi trễ, cô chú anh chị mình thông cảm nha. Rồi em cố gắng là trời ơi quá trời thông tin, rất là nhiều chuyện luôn. Ly thì không có nhiều chuyện nhưng mà chuyện nhiều nên Ly phải nói, mà quá trời công chuyện luôn. Giờ em mới rảnh em xuất đầu lộ diện đây quý vị. Ta nói vui lắm ơi. Em xin giới thiệu với quý vị, ở sau lưng em là một cửa hàng đồ nội thất, hàng của Ý nha. Ở trong đó là gốm cũng có nè, pha lê cũng có nè. Nè, em đang ngồi ở trước một cái cửa hàng. Nói chung là không phải gọi là hàng cao cấp xa xỉ gì vậy lắm, nhưng mà giá cả vô nhìn cũng chóng mặt lắm nha. Đây, em ở sau lưng em đó là một cửa hàng đồ của Ý đó, Made in Italy đó. Rồi cái quý vị thôi, chờ em trong cái clip khác em sẽ làm cái clip em giới thiệu những cái mặt hàng coi như là từ bình thường cho tới xa xỉ ở bên Ý thì giá cả nó như thế nào. Quý vị ơi, hôm bữa em có chia sẻ về cái vấn đề cái shop Thái Công đang nổi đình nổi đám ở trên TikTok á quý vị. Thì quý vị biết sao không? Có khán giả ta nói, khán giả này tự ái giùm người khác quý vị. Vì khán giả này em biết là fan của ổng hay sao mà tự ái giùm cái vô mấy bình luận một cái câu như thế này. Một tài khoản có tên là Family 4094 đã để lại cái bình luận này trên kênh của Ly. Chị gì ơi, lo chuyện rửa chén ở nhà hay rửa cho sạch phèn còn dính dái tay, rồi hãy ngồi đánh giá những món đồ mình chưa bao giờ có cơ hội chạm đến, chứ đừng nói là mua. Đúng là thứ gì cũng có. Trời ơi em ơi, đọc, đọc cái bình luận của em mà chị chạnh lòng hết sức. Ta nói em nói là trời ơi sao em. À chắc có lẽ là em có coi cái clip coi như là video ngắn trên kênh chị đúng không? Chị giới thiệu là chị bên đây chị làm nghề rửa chén mưu sinh đúng không? Cho nên là em có khuyên chị là lo rửa chén đi, không ấy lo rửa cho sạch phèn ở dái tay chị đi. Hết hồn hú hồn luôn em nói xong. Chị đọc bình luận của em xong á hả? Chị sờ lên tay chị liền. Trời ơi, thiệt em, chị do được một cục luôn á. Chưa hết đâu nha, cả người của chị á hả? Mà chị sờ chị chạm một cái ha, chị do một cái ha, là cục 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 nào ta nói là hả, như là cục thuốc tể vậy đó em. Mai mốt mà chị có bài bán cái thứ quý giá trên người của chị đó, mấy cục đó em nhớ nha, rộng lòng ủng hộ chị vài cục cho chị vui nha em, dễ cưng hết sức, bình luận dễ cưng ghê luôn ha. Chị em kêu chị rửa sạch phèn còn dính dái tay đi rồi hãy ngồi đánh giá chị, mà rửa để mà chị rửa hết sạch hết phèn trên người của chị rồi chị mới đánh giá được như cưng nói á. Thật sự chị rồi không biết tới năm nào chị mới rửa sạch nữa. Trời ơi, người chị phèn không luôn em ơi. Sao em nhìn qua màn hình mà em thấy chị phèn, em công nhận em thật là xuất quỷ nhập thần, em đoán như thần hèn chi. Em có mua đồ shop Thái Công chưa em? Em có mua chưa? Nói cho chị mừng coi nè. Rồi đó coi. Chứ chị thì đúng là không có chạm thiệt rồi đó. Đúng như em nói luôn á. Chị là không có cửa chạm, có cơ hội để chạm vô đồ của Thái Công rồi đó, chứ đừng nói là mua. Chính xác em ơi. Rồi em nói là đúng, cái thứ gì cũng có. Vậy là sao em? Thứ gì là thứ gì em? Chính nhờ cái câu đúng là cái thứ gì cũng có của em, cho nên hôm nay chị xin trả lời cho em như sau nha em. Đây chỉ có hai cái bình luận, em xin đọc cho quý vị là cái hai cái bình luận này em trả lời cái vị khán giả này trước, sau đó rồi em sẽ nói sau. Em bình luận vậy nè. Em gì ơi, em biết phèn ra làm sao là em còn hay hơn chị nữa. Ai cũng có, ai cũng từ đất phèn gốc lúa đi lên hết em ơi, chứ giàu ngang xương người ta nói là lùa gà. Cái tụi mà đang cố rửa phèn giống như em vậy á, chứ chị ha, chị do mấy cái cục
phèn ở trên người của chị, mà chị tưởng nó là thuốc trường sinh bất lão không á em. Em có coi phim tới điên không? Trời ơi, em không có coi phim tới điên rồi. Chị do mấy cục trên người chị mà chị tưởng là thuốc trường sinh bất lão không đâu, mai mốt là chị mở bán online hàng quý hiếm này đó nha em nha. Nhớ ủng hộ chị vài cục nha, cảm ơn cưng nha. Rồi á, Ly mới biết thêm cho em hiểu hơn á, không phải ai cũng muốn chạm vào những cái nhìn qua, chắc em rất thèm chạm những cái đó, cho nên em mới nghĩ là chị thèm chạm những cái đồ của ông Thái Công bán giống như em ha. Chắc chị thèm chạm lắm đó, cho nên là em cứ khinh chị là chị ngồi chị nói mà bản thân chị không có chạm được, chứ đừng nói là mua. Thiệt sự với em nha, ở đây nè, cửa hàng á, xa xỉ phẩm á, nó mở cửa nó welcome, ta nói hả, bây giờ chị mang dép lào chị đi vô chị cũng vẫn vô được em, chị vẫn chạm đồ của người ta được em, có điều chị không có tiền mua. Nói thiệt thì em nói đúng, chứ đừng nói là mua, đúng chị không mua nổi thiệt, đồ xa xỉ chị không mua nổi thiệt, nhưng chạm dễ ẹt hả em, chạm đồ xa xỉ bên đây nó dễ ẹt hả em, cầm lên bỏ xuống được. Nhưng cái chị muốn chạm muốn sờ là gì, em dùng từ chạm, chị biết chạm là như nào. Chị thì không có chạm đó, em có chạm hay không thì chị không biết nha. Em bình luận xong rồi chị có thấy hơi hoang mang là không biết là em có chạm chạm ở đâu không, nhưng chị bản thân chị thấy là chị không có chạm nha, mà chị sẽ dùng từ sờ. Sờ thì chị có sờ à, chị sờ lung tung hết nè em ơi, chị thích sờ lắm, cái gì chị cũng sờ được hết á, chứ đừng nói là thứ xa xỉ phẩm mà em nói ha. Đồ của Thái Công cũng là đồ nhập từ châu Âu về chứ về, phải không? Chị ở châu Âu nè, xẹt ra đường đầy nhóc, đầy nhóc, từ hàng bình dân tới hàng xa xỉ, trời, muốn sờ giác nào sờ cũng được hết em, miễn cửa hàng có mở cửa là vô sờ được hà. Còn chuyện mua là chuyện tính sao nha em. Nhưng cái chị muốn sờ không phải là mấy cái mà em đang đánh giá cao. Những cái mà em đang đánh giá cao đối với chị là nó bình thường thôi em ơi ha, không phải gì mình mua không nổi rồi mình thấy nó bình thường, mà không phải là cái gu của mình, nó không phải là cái cuộc sống của mình ha. Chị ở bên đây chị thích sờ mấy cái tàu lá chuối rồi em, sờ mấy đòn bánh tét rồi đó, sờ mấy cái bếp trái bếp hiên nhà rồi đó, sờ lý tre, sờ bờ đê, sờ bờ ao, sờ áo dài, sờ thịt kho hậu dịch đồ đó em ơi. Nó thích sờ mấy đó, thích sờ sờ nắng người thân của mình rồi đó, đúng không? Thích sờ mấy đó em ơi, mấy cái đó đối với chị mới là xa xỉ nha. Chứ còn đồ xa xỉ, vật phẩm xa xỉ, trời đất ơi, bước ra đường là có rồi em. Muốn sờ là sờ rồi em, in dấu vân tay lên mấy trăm lần cũng được nữa em, không có chuyện gì khó hết ha. Nên đừng ngồi đó mà khinh nó là chị không sờ được thì chị không có thể nào mà bốc giá nó ra hay là nói được, nói nào ngay, chị là gà, chị là gà. Mà ở đây á, ở đây là người ta nói là người ta lùa gồng phụng, chứ người ta không có lùa gà. Nên là chị thấy chị tức không? Tại vì sao? Trời đất ơi, sao không lùa gà? Cái miếng bồ đó hết pin, chờ em xíu như vậy, em sửa lại cho nó ngay ngay. Em sửa là cho nó ngay cái viêm bộ xíu, chị là gà. Mà chị không phải là gồng phụng, mà người ta đi lùa gồng phụng, người ta không lùa gà, chị mới tức. Chị tức mà chị mới nói, phải không? Chứ thôi người ta nói người ta người ta nói người ta gồ gà đi. Vậy được không quý chị? Chị thấy em được không? Chứ phải chi người ta nói người ta lùa gà đi là chị chịu liền, phải không? Cái này người ta nói người ta đi lùa gồng phụng, cái đẳng cấp cái trình của người ta là lùa gồng phụng không, mình ngồi mình coi cũng tức chứ bộ. Thì mình tức thì cho chị nói chị xả chứ, phải không em? Em kỳ quá. Trời ơi, em không có hiểu tâm lý người phương xa tụi chị gì hết trơn á hà. Cho em biết nha, nếu mà em có tiền mà em mua cái chai nước khoáng ở bên này, cái chai nước khoáng ở bên đây có cái chai nước khoáng mà thường là dạng có gà, cái chai nước uống tự nhiên quý vị, nó không có cái vị gì, cũng không có mùi gì hết, nhưng mà nó có gà. Cái chai nước khoáng có gà, sao nó nghiêng dữ vậy ta? Và đựng trong chai thủy tinh. Thì cô chú anh chị em nào mà ở bên Việt Nam á, quý vị mà muốn biết giá của cái chai đó như thế nào á, đi vô mấy cái nhà hàng
của Ý á. Vô nha, mấy nhà hàng của Ý, mấy tiệm pizza của Ý, quý vị order, quý vị kêu là hãy đem nước khoáng của Ý hay là đem cái chai nước khoáng đựng ở trong chai thủy tinh ra đi. Rồi coi nó tính tiền bao nhiêu nha, Ly nhớ tính tiền Việt Nam có mấy chục ngàn chai à. Mà đó là nhà hàng ta nhập qua đó nha. Mà nãy giờ em nói chuyện hả, âm thanh ok chứ hả quý vị? Khoan khoan, quý vị em phải xác... Vui thấy sợ à, gió nó thổi cái gimbal bay luôn rồi quý vị. Em khóa cái gimbal lại ngay coi. Dạ con chào chú, âm thanh ok hả? Rồi, quý vị ghé nhà hàng Ý á, ở Nha Trang cũng vậy nữa. Đi vô, quý vị có đi du lịch Nha Trang, vô ăn mấy cái nhà hàng của người Ý rồi đó, mấy cái tiệm bình thường thôi à, không phải là nhà hàng cao cấp gì như là ở trên mấy cái nhà hàng Ý ở trên những cái quận nhất, quận 3 rồi đó, thì những cái nhà hàng nó cao cấp hơn xíu thì vô đó ăn thì trả tiền cũng hơi đắt một chút. Mà Ly thấy là cái chai nước gọi ra thì nhiều khi có nhà hàng người ta cho không uống nước, cho không luôn á, chỉ có uống rượu mới tính tiền thôi á. Chai nước đó người ta vẫn đem ra là chai nước bằng cái chai thủy tinh nha. Thì Ly nhớ có lần là đi ra Nha Trang, đến nhà hàng của một người bạn cũng là người Ý, thì đến nhà hàng của người bạn đó ăn, và trong nhà hàng bạn đó thì cũng có chai nước có ga mà đựng trong cái chai thủy tinh ở bên Ý luôn. Là Ly nhớ đâu là có mấy chục ngàn hả đó. Nhưng trời, Ly nhìn thấy cái chai nước mà ông bán giá 180 ngàn là cái chai gì, tưởng gì xa lạ. Tưởng cái gì xa lạ, cái chai nước này nè, Aquabana. Aquabana này là một cái nhãn hiệu. Ủa sao nó Khoan, để em giảm sáng màn hình quý vị thấy nè. Cái chai Aquabana nè, nè cái chai của ổng bán nè. Bên đây một lốc 12 chai này 750ml, giá 34 đồng, 34 euro. Mà 34 euro này á, thì 12 chai thì tính ra khoảng 2,8 euro một chai, tức là khoảng 75 ngàn đồng Việt Nam đồng một chai. Đây là cái giá tới tay người tiêu dùng, chứ chưa phải là cái giá của nhà nhập khẩu, nhà phân phối với cái giá chiết khấu khác khi người ta mua từ ngay tại cái nhãn hàng công ty này, thì người ta phải có cái chiết khấu khác, chứ đâu có thể nào mà mua với cái giá người tiêu dùng như chúng ta được. Đó, người tiêu dùng như Ly, đây cái chai Aquapana này nó là ở cái là cái nhãn hiệu nước ở trên vùng Toscana đó quý vị. Tên vùng Toscana là quý vị biết là Toscana nổi tiếng rất là xinh đẹp, là miền Trung nước Ý á, là ở đó là có tháp nghiêng Pisa nè, Pisa, tháp nghiêng Pisa, rồi có Florence đó quý vị, thành phố nghệ thuật, thành phố của những bảo tàng nghệ thuật đó, Florence đó, bên tiếng Ý em là Firenze đó, với lại tháp nghiêng Pisa đó ha. Đó là cái vùng Toscana đó, thì cái chai nước này là sản xuất ở vùng Toscana, thì giá nó là một lốc 12 chai, là cái chai nước này là đựng trong nước thủy tinh nha quý vị, nhìn nó cao cấp lắm, thiệt, nhìn nó cao cấp. Giá 34 đồng trên mạng bán cho người tiêu dùng là 12 chai, chưa kể tới những cái đợt giảm giá cho người tiêu dùng từ 25-30% cũng có, thậm chí 50% nữa. Đó, rồi quý vị nghĩ đây, một nhà nhập khẩu, một nhà nhập khẩu lâu năm nữa. Rồi á, có những cái nguồn nhập khẩu làm ăn qua lại với nhau nữa, thì cái giá là bao nhiêu, giảm cũng phải từ 50-70%, 80%, thậm chí 80% nữa. Từ cái giá mà nhìn vô thấy cách biệt với cái giá người tiêu dùng chúng ta, thì cái giá gốc ổng mua về là bao nhiêu ha. Đó, thì làm ơn đi, gió ơi đừng thổi. Đó, rồi giới thiệu là Ly thấy có một cái đoạn nè, nghe nè quý vị, nghe một cái đi nè, nghe nha. Rồi, cũng giới thiệu là nước đó dành cho những người giàu uống. Phải công bằng mà nói á,
ở đâu thì xài đồ của ở đó thì nó mới là tiết kiệm kinh tế. Chứ còn mà ở nước này mà xài đồ của nước kia thì cái giá phải chịu cái giá chênh lệch cao, đúng rồi. Giống như ly bên đây mà muốn ăn chôm chôm á thì nó mắc lòi ra. Hoặc là một muốn mua lá chuối bên đây để gói bánh tét chẳng hạn, trời đất ơi nó đắt lòi ra. Ở mà bên Việt Nam, trời ơi chuối ta nói hả, để tới mà ta nói nó héo nó khô luôn, còn lá chuối cho không biếu không luôn á. Nhưng mà bên đây đắt lòi luôn. Thì những cái đó thì ly mới thích sờ thôi nha, ly không có chạm, ly không có bị chạm gì hết trơn á. Ly chỉ thích sờ mấy cái như vậy thôi mà đó, như lá chuối rồi rất là thích sờ luôn đó. Còn sao, trời đất ơi, mỗi người có một cái gu sờ khác nhau chứ đâu phải ai cũng muốn sờ giống ai đâu trời, phải không quý vị? Quý vị công nhận với em không? Đó, thì đồng ý là những cái đồ mà bên Việt Nam như trái cây đồ đem qua đây nó rất là đắt, cũng giống như nho Mỹ hay là táo New Zealand hay là nho Úc đồ, thịt bò Úc đồ hay là thịt bò Nhật đồ đi qua bên Việt Nam thì nó cũng mắc. Nhưng nói nào ngay hàng tiêu dùng không thể nào mà thoải mái gì mà nó giống như là nhập khẩu ô tô xe hơi được, khác khác chứ. Thuế hàng mặt hàng tiêu dùng bình thường cũng đâu dữ dội vậy. Thì á, một cái chai nước bên em á là chỉ có mấy chục ngàn vậy đó, đó là cái giá người tiêu dùng bên đây nha. Rồi nhập về Việt Nam thì nó cơi lên thì cũng chút đỉnh ha. Chứ mà nói một chai nước 180 ngàn uống cho nó xa xỉ thì thật ra những người giàu mới nổi, giàu sổi, giàu gì đó thì mới vậy thôi. Chứ còn uống nước bình thường thì có sao đâu, miễn là sạch và ngon là được rồi. Chứ còn phải uống nước, phải uống đẳng cấp nữa mới chịu hả? Em không biết, thì đó thì tiền của mỗi người thì mỗi người tự quyết định đi ha. Tới cái vụ kem đánh răng, cái vụ kem đánh răng hồi nãy quý vị nghe ông nói không, bên Đức á cái ship kem đánh răng nó khoảng 10 euro mà dành cho giới thượng lưu súc miệng. Nghe hết hồn hết sức còn nghe quảng cáo nghe mê thiệt. Ở bên Đức á, trời cái hàng kem đánh răng đó bên Đức xài hả, giới thượng lưu xài không đó nha. Cái mình mua về trời ơi mình hãnh diện, mỗi sáng mình ra mình súc miệng cái mình tự hào gớm nhỉ. Mình nhìn cái tiếp kem đánh răng thôi là mình thấy mình sang rồi, mình coi chưa coi khỏi đánh là mình thấy mình thơm rồi. Không, tại vì cái đây là giới thượng lưu ở bên Đức người ta xài mà. Trời ơi mình chưa xúc mình là mình đã thấy thượng lưu rồi. Có không? À, trời ơi ông giới thiệu là bên Đức khoảng 10 cái tiếp kem đó khoảng 10 rồi, giá trên web nhiều. Bên Ý bán cái tiếp đó 6 đồng 59 nè. Nè. Đó. Đây là cái giá người tiêu dùng chưa giảm nha. Được rồi, đây nè, giá giảm nè, có trang web giảm nè. Trang web giảm còn 4 đồng 31 đây nè. Đây nè, có trang web nó cạnh tranh, nó giảm giá. Còn có 4 đồng 31 cái tiếp kem này thôi. Đó là giá người tiêu dùng, đến tay người tiêu dùng nha. Quý vị cũng biết là khi mà một cái công ty kinh doanh á tung hạ sản phẩm ra á, là công ty sản xuất xong rồi tới đại lý coi như là tổng đại lý, xong rồi cái đại lý dài múc chỉ cà tha km sau mới tới người tiêu dùng. Thì mỗi cái bậc vậy nó phải có cái chiết khấu riêng để mà người ta còn lời chứ. Cho nên là cái giá người tiêu dùng đó thì mình nhìn vô nó như vậy. Rồi cái giá ổng mua thì như thế nào, còn rẻ hơn nữa. Rồi cho bù qua sớt lợi chi phí nhập khẩu rồi vận chuyển này kia nọ đồ thì đi về nó cũng đâu đội giá lên so với mặt hàng bên đây là nhiêu. Nếu như mà hả đội giá quá vậy thì chị em xách hàng kem đánh răng từ đây về Việt Nam bán làm sao, bán làm sao hả? Bây giờ không lẽ là chị em không có tiếng bán hàng kem đánh răng, cũng bán hàng kem đánh răng này mà một chị em bình dân cũng bán hàng này nhưng mà bán giá thấp hơn shop Thái Công thì sao ổng bán được đây? Không lẽ là qua cái shop Thái Công thì mua cái tiếp kem đánh răng đó mới đáng đồng tiền mất gạo, còn qua những cái shop của chị em xách tay về thì là coi như là hàng dởm hay là hàng giả. Ôi trời ơi, phải không? Cái tiếp kem đánh răng ổng nói bên đây 10 euro làm gì có vậy? Làm gì có cái giá tiếp kem đánh răng bên đây 10 euro mà 10 euro là khoảng 270 ngàn đó quý vị.
Đó rồi hả, không được chiết khấu bao nhiêu. Ở bên đây á, người tiêu dùng người ta còn được giảm, từ có đợt giảm giá từ 20-30%, thậm chí lên 50% luôn á. Thì cái người á, cái người mà nhập hàng á, nó còn phải 70-80% lịch đó, gọi nhiều. Mà giờ tiếp cái bánh răng 6 phải mấy sao cho phá thuế 5 euro luôn á, giảm 70-80% thì còn nhiêu, 2-3 đồng, như nhiêu 2-3 đồng tính ra nhiêu tiền quý vị? 60-70 ngàn à, 60-70 ngàn gì à, đó mình vậy. Nhưng mà một cái là nghe đâu mấy chị em châu Âu nói là cái nhãn hiệu kem đánh răng này á, đi hỏi tới hỏi lui rồi không có chuộng. Người dân bình thường ta không chuộng nữa, uống gì giới thượng lưu người ta chuộng. Trời đất ơi, mà em nói nha, đừng nói giới thượng lưu, cái mọi người bên bên Việt Nam mà không có đi qua bên nước ngoài, cái tưởng tượng ồ chắc bên đây sẽ có một cái cửa hàng dành riêng cho giới thượng lưu đi vô mua xà bông, bột giặt, sữa tắm quá. Còn á hả, người bình dân sẽ đi ra cái siêu thị khác, không nha quý vị ơi. Không nha, cửa siêu thị thì nói vậy thôi, có siêu thị giá rẻ, siêu thị rồi có siêu thị đồ chất lượng, nhưng lên kệ giàu nghèo gì cũng bước vô một cái siêu thị đó thôi à. Giàu nghèo gì cũng đi một cái siêu thị à, chứ không phải là giới thượng lưu cái đi một cái lối đi riêng nào đó. Còn người bình dân thì sẽ có mặt hàng cho người bình dân. Nếu em không biết là lấy cái tiêu chuẩn gì hay là cái số liệu thống kê nào mà nói rằng là giới thượng lưu Đức xài cái mặt hàng kem đánh răng này. Thậm chí bên đây hỏi giới thượng lưu Ý mà người ta xài, đừng nói là không, Ly chưa từng bước vô nhà giới thượng lưu bên bên Ý nha. Có rồi nha, thí dụ như nhà của giới thượng lưu là phải như thế nào? Thương gia thì được gọi là giới thượng lưu chưa? Nhà của thương gia đồ là được gọi là giới thượng lưu chưa ta? Ly đã được bước vô rồi đó. Người ta xài đồ cũng ú à, bình thường thôi à. Ly chưa có mà, hay là giới thượng lưu phải là siêu sao đồ, diễn viên đồ, ca sĩ nghệ sĩ lớn đồ mới gọi là giới thượng lưu. Chứ còn thương gia đồ thì là Ly thấy là xài đồ cũng là bình thường thôi nha. Bên đây thậm chí người ta tiết kiệm còn ối giời ơi nữa. Người giàu người ta cũng tiết kiệm ối giời ơi nữa. Thiệt, người ta có thể bỏ vô là quần áo, đồng hồ, trang sức, đồ hàng cao cấp. Chứ còn kem đánh răng, kem súc miệng hay là mỹ phẩm đồ, phụ nữ hay dùng mỹ phẩm cao cấp rồi thì có. Chứ còn kem đánh răng rồi thì giới thượng lưu xài. Thật sự chắc có lẽ là mình chưa bước vào cái giới siêu giàu thì coi họ xài kem đánh răng ra làm sao. Chứ còn giới giàu giàu thì em thấy xài kem đánh răng như bình thường thôi à, chứ không có cái gì mà gọi là phải phân biệt ra là cái tiếp kem đánh răng nào dành cho giới nhà giàu, tiếp cái bánh răng mà dành cho giới thượng lưu xài thì sao bán đầy trong siêu thị được, sao vài bán trong siêu thị thậm chí giảm giá 50%. Trời ơi, đã dành cho người thượng lưu xài rồi làm gì có vụ giảm giá. Trời trời ơi, tôi là đường đường, tôi là một người thượng lưu mà tôi đi xài đồ giảm giá sao, sao có lý nào là vậy được hả? Thiệt tình, tôi thượng lưu mà tôi đi xài đồ giảm giá, mất giá của tôi lắm, rất là mất giá. Nhưng cái ông này ổng làm marketing giỏi, thành công đó chứ. Là coi như là chỉ cần mà một chơi một chiêu, một cái livestream bán hàng thôi là cả thế giới biết ổng là, à cả thế giới người Việt nha, biết ổng là ai. Rồi khi mà ổng mở bán cái đồ sóc với cái giá sóc á, như cái rổ trái cây mà 878 triệu mà nó mạ vàng nha, lấy 878 triệu đó thôi, em đi mua một cục vàng em về em làm em nặng thành cái gỗ luôn, em đựng trái cây phải coi phải ngon hơn không, trời ơi, vàng đặc luôn. 878 triệu đó em mua được cục vàng để nặng thành cái gỗ không quý vị? Được sao không được, được sao không được, phải không ạ? Đó, em nặng thành cái gỗ bằng vàng đúc luôn, vàng 4 số 9 luôn, em đựng trái cây phải ít hơn không. Mắc cái gì mà phải bỏ 878 triệu đi mua cái vỏ trái cây, nó cũng có chút ép vậy mà nó mạ vàng. Em không hiểu cái giới thượng lưu xài đồ như thế nào, tại mình chưa là giới thượng lưu bao giờ nên là không hiểu được, không hiểu được cái tầm của họ thì thật sự là em không hiểu được. Cho nên á, em có phê phán gì, em chỉ là thắc mắc,
em chỉ thắc mắc một chút thôi là em lên em tán chuyện vậy thôi đó. Em không có chạm, em khẳng định là em không có chạm nha, em chỉ có sờ thôi. Nhưng mà cái gì sờ được thì em biết thì em nói với quý vị, còn cái gì em chưa sờ thì em chưa dám nói, cũng cần cô chú anh chị em mình đã sờ rồi thì cung cấp thêm cái kiến thức cho em vậy. Chứ em thấy ông làm marketing giỏi, ông đã giới thiệu được bản thân ông nâng cái bản thân ông lên ngút ngàn luôn, ông tạo ông đẩy mạnh cái giá trị thương hiệu của ông lên ngút ngàn luôn á, làm cho chúng ta nghĩ tới ông là nghĩ tới cái gì đó xa xỉ. Không xa xỉ sao được, ông giới thiệu vô trong nhà của ông cái cây trà toilet mà 8 triệu. Thì hôm bữa có quý khán giả thắc mắc với em là ủa không biết rồi, cái cây trà toilet 8 triệu đó mình đi trà xịt xong rồi cái mình đem lên hửi thì nó có thơm hơn bình thường không? Em đâu cái bình luận đó. Trời ơi, em cười như con điên, em cười như con điên luôn. Nó trong nhà mà có cái cây trà toilet 8 triệu bạc rồi không biết rồi, trà xịt rồi nó bóc lên rồi nó có thơm hơn bình thường hay không, cái này em không biết. Nhà nào có xài thì làm ơn review cho em thực tế hơn đi, chứ em thiệt sự là em không biết. Nó vui vậy đó. Cái sự marketing của ổng á là đáng học hỏi cho những người làm bán hàng online, nhưng cũng đáng buồn cho người tiêu dùng chúng ta. Tại sao mà rõ ràng thấy những sản phẩm nó có giá trị nó cao hơn với thực tế rất là nhiều ha, giá trị nó cao hơn với thực tế rất là nhiều, nhưng mà lợi dụng cái tâm lý của những người mà gọi là thích khoe mẽ nè, khoe khoang nè, xính ngoại rồi đó, đó cái tâm lý đó đó, người ta đánh vào cái tâm lý đó và người ta moi tiền một cách rất là dễ dàng. Mọi người là gà hay là rồng phụng thì tùy theo suy nghĩ của mọi người. Nhưng Ly thấy là qua cái đợt mở bán cái túi mà cái túi có cái dòng chữ mà cái gì trải nghiệm, kinh nghiệm, trải nghiệm gì đó, kiến thức, kinh nghiệm, trải nghiệm gì đó, cái túi mở bán 99 đồng, Ly thấy quá trời người trở thành rồng phụng luôn. Quá trời, trời ơi, ổng không có ổng qua ổng bán trước, ổng mở cái bán cái túi đó ở trước cái shop lộng lẫy nguy nga, một cái tòa shop lộng lẫy nguy nga của ổng luôn. Từ trước giờ nhiều khi nhiều người không biết cái shop ổng ở đâu, cái công ty, cái cửa hàng ổng ở đâu, chứ qua cái việc mà ổng mở bán cái túi 99 ngàn trước cái shop lộng lẫy nguy nga của ổng là giờ ai cũng biết shop ổng ở đâu hết trơn á. Rồi ôi, ta nói hả, sắp ngàn sắp hàng mua đen đặc luôn quý vị. Em nói trời đất ơi, không lẽ mọi người muốn làm rồng phụng nhiều dữ vậy ha? Trời ơi, mọi người chê gà vịt hết rồi hả? Gà vịt ngon thấy mồ, gà vịt mới là thực tế chứ, mới có trên đời chứ. Con rồng phụng đâu có trên đời đâu quý vị. Sao trời ơi, ham dữ vậy? Trời, nó xuất hiện rồng phụng quá trời, đầy kèn đặc con phố luôn. Để mà mua được cái túi đó. Thì một khán giả mới bình luận, cũng trên kênh của Ly, nó hay thiệt là hay, đọc cho quý vị nghe nghe. Quá trời hay luôn khán giả ơi. Để em đọc cái bình luận này. Đâu rồi ta? Khoan khoan, ủa cái bình luận của khán giả đâu rồi? Đâu rồi? Đây nè quý vị. Đây nè. Cái bình luận khán giả nha. Cái túi 90k này á, 99k lận, sẽ giúp phân biệt bạn ngu hay bạn giàu đây. Đủ dũng cảm mang cái túi này ra ngoài đường là bạn ngu, còn dùng cái túi này đựng rác là bạn rất giàu. Đúng, cái mua cái túi đựng rác 99k không giàu sao được, còn mang cái túi ra đường, mang cái túi này ra đường là bạn ngu. Rồi có một khán giả hỏi, ủa vậy bên nước ngoài cũng ăn hột vịt lộn hay sao mà họ sản xuất chén dĩa đựng trứng lộn vậy? Hay rồi, khán giả mình tin ý dễ sợ luôn. Vừa rồi Ly có chia sẻ cái vụ lại cái vụ mà cái bộ đồ gốm để ăn trứng vịt lộn mà giá tiền triệu không đó quý vị. Thì khán giả nãy, ủa ở bên nước ngoài bộ có ăn trứng vịt lộn hay sao mà lại sản xuất những cái dụng cụ để đựng trứng vịt lộn? Không, ở bên nước ngoài này toàn bộ 100% không ai ăn trứng vịt lộn, thấy trứng vịt lộn sợ thấy bà nội luôn. Sao mà được vậy, mà sao mà sản, nếu mà nói mà nước ngoài mà sản xuất cái dụng cụ để mà ăn trứng vịt lộn thì em không biết là có phải là họ những cái mặt hàng đó, thứ nhất có phải là sản xuất để ăn trứng vịt lộn hay không, thứ hai là có được đặt hàng hay không,
Và thứ ba nữa, ở Việt Nam có những công ty gốm rất là nổi tiếng như gốm Minh Long, gốm Bát Tràng, thì họ cũng dư sức sản xuất ra đồ gốm cao cấp mà cần gì mà phải xính ngoại. Trời, gốm Minh Long, gốm Bát Tràng nhiều khi mình còn mua không nổi nữa chứ đừng nói. Có những đồ gốm rất mắc, hàng gốm cao cấp rất mắc đó. Thì mua đồ trong nước thôi là có tiền mua chưa nữa, xích ngoại làm gì vậy? Lý không biết là giới thiệu cái bộ đồ gốm đang trứng lộn đó là được nhập khẩu hay là sản xuất trong nước mà giá cả thấy ngối giời ơi. Thật sự mà nước ngoài mà để sản xuất một bộ đồ để ăn hầu vịt lộn là em thấy là hơi bị điêu rồi đó. Em biết cái bộ đó là sản xuất ở đâu. Ổng thành công tạo thương hiệu mà ổng đánh bóng cái thương hiệu đó thành cái nó sáng choang luôn, quý vị thấy không? Đó. Marketing vậy thì cũng nên học hỏi chứ quý vị ha. Ổng marketing mà ổng đem cái đồ ngoại nhập bên đây và ổng về ổng giới thiệu rồi giới thượng lưu rồi xài không? Ví dụ như gầy gũi, thí dụ người Đức, người Ý rồi người ta nói ôi trời cái chai nước bình thường của tôi mà qua bển giới thượng lưu xài không á hả? Thì cái chiêu marketing này á, em sẽ áp dụng. Em sẽ nhập sầu riêng với lại hộp vịt lộn qua bên đây. Và em giới thiệu với người dân bên đây là đây là mặt hàng của giới thượng lưu xứ Việt tôi ăn. Thì quý vị nghĩ đi, em có được, em có người, những người bên đây, những người Tây người ta có chuộng không ta? Người ta nghe cái tôi nói tới em giới thiệu đây là mặt hàng thượng lưu của xứ Việt em đem qua thì người ta có đổ xô vô, người ta đứng đặt nghẹt trước cửa hàng của em để bán không quý vị? Để em bán không quý vị? Quý vị tưởng tượng coi, bây giờ em nhập hộp vịt lộn với sầu riêng qua bên đây nè, em giới thiệu đây là mặt hàng mặt hàng thượng lưu ở bên Việt Nam, mặt hàng trái cây thượng lưu, tương tự như là nho mẫu đơn vậy đó, nho mẫu đơn của Hàn Quốc hay Nhật Bản rồi đó, em giới thiệu vậy đó, giới thượng lưu ăn, em đẩy giá lên cao, nhập khẩu và bán sẵn có lời rồi mưu sinh, em không rửa chén mưu sinh nữa, bây giờ em đi bán sầu riêng mưu sinh được không quý vị? Em vừa bán vừa ăn luôn chứ thèm quá trời. Giờ nói tới sầu riêng giờ cho em sờ, bao nhiêu em cũng sờ nữa. Thiệt sự không có mà sờ, không có mà sờ. Mấy cái quý vị sờ được, em không sờ được. Và ngược lại, và ngược lại, có bên những cái bên đây em sờ được, quý vị vẫn sợ không được. Đó là sao? Tại cái khoảng cách địa lý của chúng ta thôi, chứ không gì hết. Cái khoảng cách là cái khoảng cách địa lý thôi. Còn cái túi tiền thì ai cũng như nhau hết, mình có ít mình xài ít, có nhiều mình xài nhiều. Chứ còn mà để mình xài cái kiểu mà mình để mình khoe trưng trổ, mình khoe mẻ ra thì không phải ai cũng khôn vậy đâu nghe. Thiệt, không phải ai cũng khôn vậy đâu quý vị, không ai, không phải ai cũng muốn làm rồng phụng đâu trời đất ơi. Hàng tiêu dùng, người tiêu dùng, tới tay người tiêu dùng mà nó còn giá như vậy rồi con buôn thì mua giá thấp cỡ nào nữa. Mà về giới thượng lưu, hàng số 1 thế giới rồi tôi lưu hết dân à. Nghe nể cái trình độ marketing của ổng với cái team của ổng thấy sợ luôn á. Đó. Rồi em nể hơn cái khán giả nó bình luận nữa. Nó bình luận vậy cho nên là hôm nay em mới nói nữa đó chứ. Không, khinh người ta phèn. Khinh chị phèn hả cưng? Chị phèn thiệt, khỏi cần cưng khinh. Lỡ xài được soi đồ của shop Thái Công con chút thôi à, mà các em nhà giàu này vô khinh em vậy đó thiệt chứ. Em có coi phim Tới Điên không em? Mốt chị mở bán thuốc tể nha em. Thuốc hóa không, thuốc trường sinh bất lão. Chị dò từ phèn trên người của chị đó nha em. Không phải mọi người mà đi nước ngoài mà hay còn giữ phèn trên người là không phải chuyện đơn giản đâu nha em nha. Cái đó là gọi là hòa nhập chứ không hòa tan đó em. Vẫn còn giữ cái gốc lúa của quê mình đó. Không phải mà dễ có được như vậy đâu nha. Chứ còn bây giờ tự nhiên mới đi nước ngoài có mấy tháng mà họ không rành tiếng Việt,
nói xen xen vô ngoại ngữ, không rành tiếng Việt đồ này nọ, là không phải chị rồi, không phải chị rồi, chị hòa nhập chứ không có hòa tan đó. Giờ nói chị vẫn còn phèn, chị phái gần chết cưng ơi. Trời ơi, chị vẫn giữ được cái gốc quê mình là chị khoái dữ lắm nha. Gì chứ, mày chê mà tao khoái đó, không? Lộn người, cưng chê mày lộn người rồi. Chị đâu có tức đâu nè. Rồi gửi chén rồi làm sao em? Rồi cái chuyện nói chuyện lo chuyện, chị lo chuyện, chị đi gửi chén đi. Rồi bộ em không có gửi chén hả? Em ăn rồi em đập dục hay gì? Hay là em ăn chén mũ? Hay em ăn mũ dùa? Hả? Ăn rồi phải gửi chén chứ. Trong cái cuộc đời này ăn ai ăn rồi mà chẳng gửi chén hả em? Thiệt sự. Em gửi chén chưa? Mà em nói chị. Trời ơi là trời. Chị thèm mấy cái clip dừa chứ. Chị thèm mấy cái bánh tráng, bánh phồng nữa em. Rồi chị thèm mà lạp xưởng xúc xích, chứ thèm sờ mấy đó đó. Em chạm, em có chạm ở đâu thì chị không biết nha. Cái tầm của em đã chạm tới đâu thì chị không biết. Chị thì không có chạm. Chị chỉ muốn sờ những cái chị thích sờ thôi nha. Trời đất cơ trời. Rồi ôi, muốn sờ tờ chuối sờ còn không được đi nè. Tàu lá chuối thôi mà. Bởi vậy, tự ái giùm. Em này em tự ái giùm. Trời ơi, em khang tiếng quý vị, trời lạnh mà em nói giờ em khang tiếng, em biết là quý vị có nghe rõ em không nha. Em tìm em cái của quý vị. Để em chào quý vị nha. Trời ơi, bây giờ. Em lên trễ quá mà có 1 triệu người đang xem, quá dữ luôn. Em đến chào chị Nga Trần, lâu quá không thấy em cũng lâu quá không thấy chị luôn nè. À, cái hộp chị hỏi là, chị Vi hỏi là cái hộp giấy Thái Công bán bên Ý bao nhiêu? Cái hộp khăn giấy đó, em đang tìm cái shop bán cái hộp khăn giấy đó để em sờ luôn cho cô chú anh chị em biết luôn nè. Chờ em nha, chờ em làm cái clip đó nha. Con chào cô Tím ạ. Em mến chào anh Công Đức Lê. Trời giờ mấy anh chị em chắc bên nước ngoài không quá. Ngọc Bình Trần, Rin Cốm. Bên châu Âu họ có cái cốc ăn trứng luộc mềm, cắt hay bóc trần đầu ra rồi cắm chấm với bánh mì, chứ không ai ăn trứng lộn, đúng là bịp bợm. À, cảm ơn Rin Cốm rất là nhiều. Cốm xanh phải không? Đã cho Ly cái thông tin. À, chỉ là bên châu Âu này có bán cái dụng cụ để ăn trứng quý vị, để ăn trứng mềm á quý vị. À, cắt cái phần đầu ra rồi chấm với bánh mì. Ở bên Ý thì Ly không có thấy cái món đó. Vậy riêng cốm ở bên đâu ạ? À? À, bên nước nào cho Ly biết luôn nha. Để nói cho thông tin với cô chú anh chị em mình luôn. À thì ra là ổng sử dụng cái dụng cụ để ăn trứng bên đây thì ổng về bển ông ăn trứng lộn ở bển hả? À thì ra là vậy. Uso ok nói cỡ siêu sao Ronaldo Messi gọi đầu Romano đánh răng con gát kìa. Không biết ông thấy công này giàu hơn Romemet không? Không. Ông bán thì là ông bán. Ông bán cho người giới siêu giàu rồng phụng. Chắc còn hơn cả CR7 với lại M10 luôn á. Không, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D S M W. Trời ơi, cái tên của anh chị nào quá trời dài. Uống bình nước giếng 18 lít giá 10k Việt Nam đồng cũng được, mà uống chi chai nước khoáng 180k chưa đến 1 lít. Trúc Mai nói tiểu bang khác có không bạn? Trúc Mai hỏi gì ạ? Ở đâu ạ? Hỏi em mến chào Hiền Nguyễn Văn. À, chú Hiền Nguyễn Văn, con mến chào chú, anh Phát Chi, Lê Hoàng Trần, chị Mai Đặng Thị Phương, Diễm Châu Nguyễn Thị, Thiên Nhân Địa chỉ, Thiên Nhân Địa xem chỉ tay, anh Sơn Nguyễn, cuộc sống Hàn Quốc, cuộc sống Hàn Quốc giờ ngủ chưa, Huyền Nguyễn, 12 ạ, trời, có chị Huyền Nguyễn, hay anh Huyền Nguyễn, ở Việt Nam 12 giờ đêm vẫn còn nghe em hả? Nga Trần ơi,
Em mến chào nha. À chị, hồi nãy chị hỏi cái gì? Tiểu bang cá khó không bạn? Em không biết là sao ạ? Họ đang hỏi về cái mặt hàng nào ạ? Rồi đó cô. Rồi cô chú anh chị em mình chạm được cái gì, sờ được cái gì chưa ạ? Trời ơi, lỡ sâu vô đồi của nhà giàu một tí thôi mà bị khinh quá trời quá đất hả? Thiệt sự. Thôi em có lỗi, em có lỗi. Em có lỗi, mong thông cảm cho em nghe. Trời ơi Ngọc Bình Trần ơi, khen em quá vậy. Trời ơi, em mắc cỡ quá nè. Rồi quý vị, rồi cái đồ của có, Ly sẽ dành một cái clip nha quý vị. Phải làm cái clip, Ly sẽ có thể là Ly quay trực tiếp tại cửa hàng, Ly tìm những cái món đồ ông bán coi giá bên đây mà mua tới tay em thì là nó bao nhiêu đó, hoặc là trên giá web là nó bao nhiêu đó, để mình mở mang kiến thức thôi chứ không gì quý vị. Chứ không phải là mình tìm để mình có nhu cầu hay là mình mỉa mai những người mà người ta muốn mua hay là người ta sở hữu, người ta xài những cái món đồ đó không. Ai thích gì thì xài đó, ai muốn mua được cái gì thì xài đó. Ở đây Ly không có mỉa mai là mọi người sẽ xài không có đúng cái đồng tiền của mình hay gì, không có. Ai thích gì mua đó, ai thích xài gì xài đó. Tuy nhiên là câu chuyện này bàn tới cái vấn đề là thấy là ổng marketing giỏi nè, ổng nâng được cái giá trị nó hơn cái giá thực, cái chất lượng thực tế nè. Rồi ổng làm như vậy nhưng mà ổng vẫn lùa được rồng phụng nè. Thì là mình quá nể ổng, chứ không phải là mình nói gì mà mình chê bai gì hết. Cho nên là đừng có phải nó bắt Ly là phải giàu cỡ như ổng. Thì Ly mới lên, Ly ngồi Ly soi đi bàn, trời Ly giàu cỡ như ổng vậy. Ly đi Ly lùa tới là khủng long, Ly lùa tới cá mập. Chứ ngồi đây mà nói chuyện ba la ba sàm trên YouTube kiếm từng đồng làm gì? Thậm chí bây giờ nói chuyện vậy hả? Tháng này không biết đủ 100 euro để mà hả, lấy tiền YouTube không nè. Đó, nó vậy đó. Trời ơi. Cho nên là nếu mà Ly mà cỡ tầm như ổng mà Ly đi lùa rồi chứ mà còn đi lên mà nói chuyện vàng chi trời. Phải không? Rồi. Rồi. Quý vị biết không? Một cái vấn đề em cũng muốn chia sẻ với quý vị nè. Cái vụ mà ca sĩ, nhạc sĩ Lưu Thiên Hương á, bị ném điện thoại vào mặt á quý vị. Thì thấy là chị ấy, chị đã gửi cái video clip đó và có thông tin là hai bên đã hợp hòa giải với nhau rồi. Và cái người mà ném điện thoại là cô giáo Minh Huyền đó quý vị. À, lại là không xin lỗi nha, tuyên bố là không có xin lỗi. Theo nguồn tin, sáng ngày 16 tháng 1, hai bên đã có mặt trong buổi họp hòa giải do nhạc viện tổ chức. Tuy nhiên, nội dung hòa giải ra sao, người này không tiết lộ cụ thể. Nguồn tin cũng cho hay cô Lưu Thiên Hương đã không nghỉ việc như dự định nữa. Nhạc viện đã thuyết phục cô ở lại vì cô đang phụ trách số lượng sinh viên đông nhất khoa, trong đó có những sinh viên sắp tốt nghiệp. Trên trang cá nhân, Facebook cá nhân của nhạc sĩ Lưu Thiên Hương không còn hiển thị, chia sẻ ngày 12 tháng 1, tố giảng viên nghệ sĩ ưu tú Minh Hạnh, Minh Huyền nữa, đã có hành vi vu khống, thậm chí ném thẳng điện thoại vào mặt mình. Tuy nhiên, nữ nhạc sĩ vẫn giữ nguyên chia sẻ trước đó ngày 11 tháng 1 rằng thật nguy hiểm, thời đại này vẫn có giảng viên thanh nhạc, thậm chí nhạc nhẹ không hiểu chữ master là gì, cấm học sinh lên thi hát beat đã master. Và cô này cổ tuyên bố là không có xin lỗi mà là chờ pháp luật giải quyết, chứ không nhất quyết là không xin lỗi nha quý vị. Ủa là sao? Chờ pháp luật giải quyết có nghĩa là sao dám quay video tôi đó hả? Ha, làm sao? Chứ còn về cái vấn cái hành xử phản cảm như vậy, ném điện thoại vào người ta mà không lên tiếng xin lỗi được thì tôi quá lớn. Ôi ôi, cái tôi của đã hành động như côn đồ rồi mà cái tôi nó còn lớn như vậy nữa. Một lời xin lỗi, nhất quyết không xin lỗi mà chờ pháp luật giải quyết.
chờ pháp luật giải quyết. Thôi, khán giả hả, thấy những hành động đó người ta bức xúc, người ta kêu là tước nghệ sĩ ưu tú của bả luôn, ghê không? Thì thưa quý vị, ở đây á, Ly có thấy ủa đâu rồi ta? Đâu rồi? Chờ em một chút nha quý vị. Chờ em một chút, em đọc cái bài này cho quý vị, hay lắm nè, hay lắm. Liên quan đến vụ việc này. Đâu rồi ta? Ủa rốt cuộc là em không có lưu bài. Tại sao em không có lưu bài? Tại sao như vậy? Rồi, có, em có lưu, quý vị chờ em một chút. Em đọc nè. Đây là cái người chứng kiến. Mình không thể chịu nổi nên phải lên tiếng. Cô Huyền tự bịa ra một câu chuyện vu khống sinh viên và đồng nghiệp gian lận rồi tự hóa rồ lên mất kiểm soát. Mình là nhạc sĩ và producer cho một trong các ca khúc dự thi của học sinh lớp của cô Hương, tức là Lưu Thiên Hương á. Hôm đó bạn sinh viên hát live với một cái beat rất bình thường và hát rất tốt. Vậy mà cô Huyền lớn tiếng bảo cái này bị can thiệp bởi một cái laptop nối vào mixer. Cái đáng nói ở đây là nếu không hiểu biết mà có nghi hoặc gì đồng nghiệp, điều lẽ ra không nên, vì không ai đi thi gian lận cả, mà cô Lưu Thiên Hương còn là người có tiếng thì càng không. Thì cô Huyền cũng phải có cách xử lý bình tĩnh hơn, ví dụ như yêu cầu nhỏ nhẹ với cô Hương và kêu học sinh hoặc kỹ thuật bên cô kiểm tra hay gì đó chứ. Tóm lại hành động này không thể chấp nhận. Theo mình thì một giảng viên đã giảng dạy ở khoa nhạc nhẹ, rồi nhạc nhẹ mà cô báo động như là thật là mạnh. Cô cũng nên hiểu và có trách nhiệm cập nhật sự phát triển của âm nhạc hiện đại để bản thân mình theo kịp, cũng như dạy lại học sinh mình tốt hơn. Còn đằng này, hát nhạc hiện đại mà dùng Beatmaster hoặc cắm laptop vào mixer mở beat là can thiệp giọng hát, là gian lận, thì mình cũng không biết nói gì hơn. Hai chữ phản đối. Đó thưa quý vị, người trong cuộc người ta cũng lên tiếng đó chứ ạ. À, cô đó cổ say lè ra rồi còn gì nữa. Cổ bạo lực, cổ hành động phản cảm là cổ say rồi còn gì. Chưa biết là nguồn cơn hai bên đã tức giận nhau như thế nào, nhưng mà là cô giáo mà hành động thiếu kiềm chế vậy là đâu được. Rồi chắc là người ta sẽ quay video lên những cái hành động đó của mình để cái như bôi nhọ mình. Nếu mà không có những đoạn video đó thì không lẽ là đỡ cho người ta cũng phải để cho mọi người biết chứ hả? Cũng phải cảm ơn bài phốt của Lưu Thiên Hương chứ hả? Để mọi người nhìn thêm một cái góc độ nào đó nữa, một cái thực tế nào đó. Thôi em về nha cô chú anh chị. Hay là muốn em vô cửa hàng này để cho quý vị coi vậy? Thôi giờ em ngại quá à. Em có cửa hàng sao nó trống trơn, thấy khách khứa gì hết trơn á. Rồi em vô nữa em ngại lắm, em được cái em rất là ngại. Bữa nào em có thể xịa vô cửa hàng nào đó em quay được á, thì em quay cho cô chú anh chị mình coi nha. Giờ em đi về đây. Em về đây lạnh quá, em ngồi đây 50 phút rồi. Em về nha cô chú anh chị mình, chúc cho cô chú anh chị mình một ngày thật vui.
Cảm ơn cô chú anh chị em mình đã dành thời gian lắng nghe và theo dõi cái livestream này của em nha. Mến chúc cho quý vị luôn luôn vui khỏe và sự bình an. Lê xin mến chào và hẹn gặp lại ạ. Định Dương Thanh, em mến chào ạ. Mến chào tất cả cô chú anh chị em mình. Ai em chưa có gọi tên hoặc là em gọi tên thiếu, thông cảm cho em nha. Lần sau bình luận lên em sẽ đọc tên tiếp ạ. Bye bye.